thì các bạn mở project ra này, Ctrl P để mở cái tìm file nhanh ra, gõ bt gạch dưới style sheet, kéo xuống dòng 400, thêm cái đoạn background bằng thăng 123A49 vào để cho nó có cái ID là top ấy, nó có cái màu nền là xong. Ctrl P. Thằng này nó liên thuyên lại thành Ctrl T rồi mà xem. Xong chưa? Khổ quá cái bọn mặt tuét này. Trang hôm sau mang kính hiển vi đi nhá. Không thì mang cái kính lúp đi cũng được. Nó chạy xong composer rồi thì PHP đi ạ. Ừ, PHP Artisan Serve rồi, đã chạy. Xong chưa? Ta bỏ. Đừng động đến nỗi đau của tao nữa. Xong chưa? Chạy được chưa? Lên màu chưa? Chưa hả? Mai này. Nhà quê này. Không thể chấp nhận được. Quá lở. Mang tiếng chị Trang. Background thằng đúng rồi. Cái gì mà chấm BT đấy? Đây mà. Anh biết được là cái gì? Đừng hỏi tôi. Cam chung G tìm dòng 400. Đấy. Thấy chưa có đâu? Background thăng 123A49 ạ. Quê quá luôn. Chẳng biết cái gì. Chẳng biết cái gì. Chẳng biết cái gì. Làm sao? Lỗi gì? Chẳng biết lỗi gì. Trời ơi. Mày đã generate key chưa? Cái gì đây? À, mày làm gì có file NV? Còn không thèm bật xong text. Hai. Nghỉ 2 tuần quên mẹ hết rồi. Nhầm lớp rồi bạn ơi. Vậy học chung cũng được không? Đây à? Mày không hề có file này. Gì đấy? Sao không sửa được? Hả? Sao không sửa được? Mày nóng bình tĩnh. Máu hết đảo chậm. Đấy, xếp xuống. Đấy, giờ mới sớt được. Quay. Ủa, bọn này chậm thế nhỉ? Xong chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta tiến hành chia file. Chia cái file ra.
Chúng ta hiện tại là đang có mỗi cái file client.blade thôi đúng không? Đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cho tôi chia cái header trước. Đây như này. Chờ tí nhỉ. Được. Như này. Bây giờ chúng ta sẽ phải chia cái header trước. Chia header bằng cách là tôi dạy chúng ta tìm nhá. Đây này. Nhìn thấy cái phần này không? Chuột phải này, inspect này. Được chưa? Xong rồi chọn đến cái thẻ mà nó phủ hết tất cả cái phần header này. Thấy không? Đây này. Thấy không? Nó có cái thẻ là deep top header này này. Thấy không? Hover vào xem nó phủ hết màu xanh thì được. Còn nếu không phủ màu xanh thì là cái phần cái thẻ này nó không chứa những cái nội dung mà không bị phủ màu xanh. Được chưa? Chuột phải vào đây thôi. Inspect thì nó sau đó tìm đến cái thẻ là deep top header này. Được chưa? Xong chưa? Thằng Giang này xong chưa? Mình cắm mặt vào đấy, tí lại hỏi. Vì sao? Báo lỗi gì? Mai đây xem nào. Rất là mất thời gian luôn. Ở nhà chứng tỏ là không động đến tí nào đúng không? Không khởi động lên endow file zip mới về xong rồi nhét vào đấy thì khởi động lên. Đây này mày làm gì có file NV đâu? Cái gì này? Chuột đâu? Mượn con chuột chưa có thư viện. Không làm sao nó nhẹ được. Xong đi, xong rồi gõ là key generate. Xong chưa mấy đứa dưới xong chưa? Anh nghe xong chưa? Cái đầu đâu rồi cái xe slide show này đấy. Cái gì này? Cái copy cái này, ông copy cái này của tôi làm gì? Để nguyên cho tôi, để nó đang chạy, để nguyên đấy. Cái phần tôi làm trước. Có vớ cái phần thải. Thằng kia xong chưa? Nói ít thôi. Cả trang nữa. Làm thì không theo kịp, nói rất nhiều luôn. Cứ phải để các bực mình lên. Tìm được cái top header chưa? Vào trong copy cái tên top header này. Vào cái trang client ấy. Ctrl F tìm. Nó sẽ ra cái div class top header.
cứ phải để điên người lên. Xong chưa, tìm thấy chưa? Đấy, ở đầu này, ở Salantech nó hỗ trợ một cái là thu nhỏ đây này, con slave này vào đây này. Nhìn thấy không? Cái dấu mũi tên thấy không? Thấy không? Bấm vào để nó thu nhỏ cái deep đấy vào. Được chưa? Bôi đen hết cả cái deep đấy. Được chưa? Cắt đi. Không theo kịp thì phải báo. Cắt cái deep đi đi. Thu nhỏ nó hết vào này. Giải thế. Mỗi cái menu đấy. Này, thu nhỏ nó vào. Sau bôi đen hết, cắt nó đi. Xong chưa? Xong chưa? Sau đó tạo tôi một cái file tên là top gạch ngang header blade, nằm trong cái thư mục là layout share client top header blade. Đấy, tạo tôi cái file này. Bạn học lớp nào ấy? Sai rồi, sai địa chỉ rồi. Ra xem lại cái bảng đi. Được chưa? Xong chưa? Tạo file cho tôi chưa? Tạo cái file này ra, pệt toàn bộ nội dung kia vào. Pệt hết vào. Sau đó lại bôi đen tiếp để format lại cái code này thì vào edit này, vào line này, vào re-inden để nó format lại code. Bôi đen hết, xong edit, chọn line, rồi re-inden. Sau đó xếp xuống. Bọn này không hiểu là đang làm gì đâu mà. Ờ, đúng rồi. Chia nội dung của một cái đoạn này sang một chỗ khác, có thế thôi. Xong chưa? Được chưa? Sau đó này, xếp lại cái client, để nguyên cái con trỏ nó nhập nhấp nháy này, kệ nó nhá. Để nguyên đấy, không việc gì cả. Được chưa? Bây giờ này, khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta reload lại thì nó sẽ mất cái phần trên. Nó chỉ còn từ slide thôi. Bạn thấy không? Đây này. Nó bay hết cái phần trên này luôn, phần top này luôn. Thấy chưa? Cái việc này xảy ra do tôi đã cắt cái phần header của nó đi rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thêm lại. Các bạn check đi xem có giống không.
Nào. Được chưa? Có bị như này không? Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là nhét cái nội dung của cái file lúc nãy vào đây bằng một cái là a:include đến cái đường, và đây sẽ là trỏ cái đường dẫn từ ngoài, từ view vào trong đến cái file top header kia. Thì mình sẽ là layout này, sc này, chấm này, gạch dưới share, chấm client, chấm top trừ header. Đó, include các bạn. Được chưa? Nhét nó vào. Không kìa. Được chưa? Ra ngoài, xếp xuống, ra ngoài reload. Reload lại trang. Thì bây giờ nó sẽ lòi ra được cái phần header này. Được chưa? Sao cái này nó vẫn bị trắng trắng nhỉ? Xem lại nào. Phần này nó cứ bị hơi trắng trắng gì. Cái có khi để cái ảnh trong slide nó sẽ nổi lên. Nhưng mà tôi thấy nó cứ thế nào hơi ngu ngu. Background. Thằng 123 à 49. Đây như này thì hợp lý hơn này. Đúng không? Tí nữa, rồi cứ làm đi, tí nữa mình sửa tiếp. Không sao hết. Rồi kệ, cứ làm đi, tí nữa mình sửa tiếp. Được chưa? Nó xuất hiện cái này chưa? Nó xuất hiện cái menu và cái phần phía trên này chưa? Ok, tí yên tâm là trong này nó có rất là nhiều code, thì mấy tí nữa mình sẽ loại bớt đi. Ví dụ như ngôn ngữ vứt đi này. Cái này vứt đi luôn này. Đúng không? Rồi giữ lại cái này, bỏ luôn phần này, mình không có đâu. Cái giỏ hàng này thì để tính sau. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đó. Lên rồi gì? Bây giờ mình sửa màu một tí nhá, để nó trở thành cái màu như này nhá. Thì bây giờ các bạn nhìn này, mình có cái BTcom. Thấy không? Cái thẻ BTcom là cái thẻ mà để style cho một cái thẻ nào đấy. Thì mình lại phải tìm cái thẻ đấy, cái vùng nó chọn ở trên màn hình là như nào. Thì mình tìm, tôi tìm đến cái thẻ là thẻ có cái class là BTcom này, fade in down này. Thấy không? Thấy không? Cái này không? Thấy không? Thì tôi copy toàn bộ cái class của nó. Copy hết class. Kệ nó. Tôi chỉ sợ là sau này ảnh của chúng ta nó sẽ bị là nền trắng. Nhớ có một cái ảnh ở đấy các bạn vứt lên nó là nền trắng.
thì tự nhiên là chữ nó cũng trắng thì không nhìn thấy chữ. Để giảm thiểu cái tình huống đấy thì mình mới phải là làm cái trò này, còn không thì cũng chẳng cần làm gì đâu. Được chưa? Được chưa các bạn? Tìm đến cái class này nhá, xong copy cho tôi cái class này này. Sau đó chúng ta lại tìm đến cái file Ctrl P, lại Ctrl P. Tìm đến BT Style Sheet. Thấy không? Vứt mẹ lên đầu đi. Vứt lên đầu đi. Chúng ta để trên này một đoạn là Custom CSS. Đấy, để này. Xong sau đấy ở trong này chúng ta sẽ có chấm này btcom. Xong rồi chấm tiếp fade in down. Mình sẽ có background là thăng 123A49 như này luôn. Và mình reload lại thì nó sẽ giữ được cái màu ở trên cái menu này. Nếu cần thiết thì các bạn thấy này, nó có cái độ cao, cái thẻ này có độ cao là 50. Nếu muốn hiển thị 100% của cái ảnh ra thì các bạn margin nó xuống 50 pixel nữa là được. Margin bottom bằng 50 pixel. Ủa không được luôn mà. À xuống rồi đấy. Xuống rồi đấy nhưng à không được. Slide show. Deep này. Top header. Thôi kệ đi, tạm thời vậy đã. Bỏ cái phần margin bottom này đi. Tí nữa tính. Sao làm gì mà ảnh này to nhỉ? Ok, cứ vứt đi đã. Mấy nữa lên ảnh rồi tính sau. Sao lại như thế này thì vẫn hơi lỗi. Ok, cứ lên được đã. Được chưa? CS đây. BTcom này, chấm fade in down. Copy class ấy, xong vứt vào trong này. Ớt ơ kia thì lên trên GitHub lấy rồi luôn. Đâu mang đây xem nào. Thằng này xong mày ăn mặc không liên quan gì vậy? Bạn anh nhẹm không xin được, tại sao nó không xin được cây? Cái gì đây? Đây là cái gì? Là cái gì? Không xin được cây. Chỉ là use cây. Không xin được cây của chấm phai như này thì biết sao? Là sao? Không xin được cây của phai. Kì hả? Tìm, tôi chẳng biết nó nằm đâu đâu. Ctrl P. Ông tải của tôi về không? Tải về thì phải. Nó không có các thư mục vendor đâu. Khi lên Git nó không có thư mục vendor thì phải tải nó về. Đấy chưa? Thì phải Composer install. Cái gì? Framework nào cũng sẽ bị mất đi file vendor. Ừ. Ở đâu cũng sẽ bị mất. Bởi vì Git không ai đưa thư mục vendor lên cả. Nó rất là nặng, người ta hạn chế. Xong chưa? Hai thằng của nợ cái xong chưa? Cái gì? 123 thăng 123A49. Hậu cũng theo kịp không? Sao kêu thiếu ngủ cơ mà?
nghe chửi lúc đến tỉnh ngủ luôn đúng không? Xong chưa, nghe xong chưa? Chạy xong cái đấy rồi lại key generate nhá. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ các bạn tìm và tách cho tôi cái slideshow. Cái slideshow này. Cái này khó nhá, không dễ đâu. Tìm và tách cho tôi phần slideshow này ra thành một file. Bởi vì không phải màn hình nào mình cũng để cái slideshow. Đúng chưa? Sẽ có những cái màn hình mình không cần dùng đến nó. À, ra thế. Mẹ bọn này. Ui, bọn này ác vãi. Kiểu này mà. Các bạn nhìn thấy phần này không? Phần menu này không? Nhìn nhá. Nhìn này. Bây giờ đang đè lên cái này đúng không? Thấy không? Kéo lên này. Lên đây. Lên đây, lên đây. Và nó mất cái thằng vừa rồi đi. Đấy lý do vì sao khi mà để này thì nó sẽ bị chiếm một phần của cái ảnh. Ác như con tê giác luôn. Xịn quay. Chia cho tôi cái slideshow ra nha. Tạo ra một file. Nào, tạo ra một file tên là slideshow.blade.pp trong thư mục, cùng thư mục với cái thằng top header ấy. Nhét toàn bộ cái phần slideshow vào trong đấy. Cái gì đấy? Thảo Quang, mày xong chưa? Xong. Kinh nhở? Đi du học thì có khác. Chất nhở? Không biết. Tự động não đi. Tách cho tôi cái file slideshow.blade.pt ra. Sau đó include nó vào ngay bên dưới của cái thằng top header. Nhét vào. Mấy nữa mình sẽ có ng if ở dưới phần này.
Bây giờ cố gắng hướng dẫn chúng ta xong cái phần tag, cái phần này xong chúng ta sẽ phải làm cho tôi một cái phần làm giao diện cho trang admin, làm cái khung cho tôi. Cứ ngồi đi mà cười. Cái gì? Làm gì? Kinh nhở? Xong chưa? Hai thằng kia? Xong rồi gì? Rồi, tiếp tục nha. Tách tiếp cho tôi file footer. Footer nó sẽ từ đây đến đây này. Đây, từ phần này. Phần này này. Đấy, từ cái phần khung này này. Phần đen đen này này. Còn biết cái nó làm cách nào để cái ảnh này lên nhá. Nó kéo xuống nó hiển thị hết cái ảnh ra. Thấy không? Đấy. Ví dụ ảnh lên lúc kéo xuống nó chỉ kéo xuống cuối cùng nó chỉ hiển thị mỗi cái vầng trăng thôi. Càng kéo lên nó càng hiển thị nhiều phần này. Liên thuyền. Background image và nó sẽ có cái background cover, background size cover thì nó sẽ hiển thị như này. Nhanh lên nhá, tách cho tôi cái phần này đi, tách cho tôi phần footer ra đi. Xong chưa? Đây, tôi sẽ vẽ lại cái sơ đồ, cái phần layout của cái trang này như thế này. Để chúng ta xem là chúng ta đã làm được cái gì rồi. Đây, như này. Đầu tiên phần header này. Sau đó đến phần slideshow này. Ở dưới này là phần footer đúng không? Được. Chúng ta còn 3 phần nữa ở trong này. Bởi vì nội dung động nó chỉ là một phần thôi. Được. Thế là như này. Phần này là phần size. Size tức là đây này, tôi vừa mới xóa phần main content đi thì đề các bạn thấy trắng ở đây không? Trắng cả một cái vùng này. Sau này ở trong này nó sẽ là nội dung động. Được chưa? Còn ở bên này ấy, nó sẽ là gần như là tĩnh. Tất nhiên tĩnh không phải là nó luôn luôn là như thế này. Nó sẽ động theo những cái thông số chúng ta thêm vào dữ liệu, cơ sở dữ liệu thì nó sẽ hiển thị ra ngoài này. Được chưa? Thì cái phần size nó chính là cái phần bên này. Được chưa? Còn phần ở giữa này nó là main content. Nếu các bạn thích thì có phần new letter ở đây. Còn nếu không thì thôi. New letter và không thì thôi. Để cả new letter và main content vào chung với nhau cũng được. Ồ, đây có khăn lau bàn xin. Thấy nhá. Tách xong phần này chưa? Mày thì cái gì đã xong rồi. Cái nào đó rồi. Tách tiếp luôn hai phần này nữa. Tách hai phần này ra. Tách cơ sai được chưa? Gracias.
Thế phải người ăn bây giờ không ra thì làm sao tìm cách cho nó bật ra được đi. Làm gì ấy? Ở Hà. Ra gọi anh Quang anh giải quyết cho anh nghe. Tự nghĩ đấy. Nó không khó đến mức mà phải đi hỏi đâu. Nó sai. Yeah. Mấy nữa rồi tinh dưới mù lên trong xe. Xong chưa? Mình kêu làm gì ấy? Ở Hảo. Làm gì à? Mang lên đây. Đất ơ. Rồi. Vendor chưa? Đây à? Đúng không? Con nhìn thấy không có phải NV không?
tao chưa kéo hết em. Chào. Chẳng có vấn đề. Cứ chạy thử xem có được không? Được chưa? Xong chưa? Làm sao? Ủa, cái gì này? Nó ăn mất cả slide sau. Đâu? Chuột đâu? Xong quay gì này? Đây không? Đây, lúc đầu đi đúng không? Đúng không? Cái này đúng không? Quang nó vào này. Sao cái file này nó lại trắng trắng như này nhỉ? Đây. Bây giờ nhá, ông bị loạn format này thì nó không đóng ở đúng được đâu, đang bị loạn format rồi này, này thì chịu không không biết đóng vào đâu mỏ đâu rồi, khối lượng code nó quá nhiều này không biết thế nào một lần, này rồi sau này khổ. Ủa? Cái gì này trời? Cái gì tổng này?
Cái bình loạn này đóng bỏ có đúng không? Đây cái này đến đây tận đây đây không nhân đôi rồi. Chúng xe chết à? Xong chưa? Cái phần sai này thì tìm một cách này tôi sẽ chỉ cho chúng ta xem có ai đúng có ai sai không. Thì ở đây nó có cái con SM Hidden XS ấy, copy cái đấy hoặc là tìm cái ID ở column left, column left. Đây, ID column left đây. Thu nhỏ nó vào. Cắt đi. Và tạo ra cái file là file assign.blade.pp. Paste nó xuống. Reindent lại. Xong. Và ở chỗ này mình sẽ a còng include layout assign. Được chưa? Còn cái trong này này, côn 9 này này. Riêng cái côn 9 này nó hơi khác một chút. Nhá. Chứ nó không phải là viết thẳng vào đây đâu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có cái BT static block relief này, gom hết nó vào, gom hết vào nội dung ở phía trong ấy, thu hết vào, đến hết new letter thì thôi. Được chưa? Đây này, đến đây nhá, chúng ta có cái côn 9 này, các bạn nhìn cái div côn 9 không, côn 9 mà có cái ID là content ấy. Được chưa? Thì ở trong này có mấy cái div chúng ta thu gom hết đó bạn. Cho đến bao giờ gặp cái phần BT new letter này. Được chưa? Thu hết cái phần này vào. Dưới cái script nhá, dưới thẻ script. Sao? Đúng rồi, đến hết cái boss block feature.
Được chưa? Cắt hết đoạn này đi. Ở đây mình sẽ có một cái A cộng U. A cộng U đây là content. A cộng U content. Toàn bộ ở phía ngoài cái nó đều là khung hết. Cái U content mới là nội dung động. Được chưa? Sau đó bây giờ mình sẽ vào cái trang homepage này này. Mình ở trong này mình có một cái content, nó sẽ dừng content đúng không? Thay toàn bộ nội dung ở trong đấy bằng cái đoạn code chúng ta vừa mới cắt ra. Nhiều code đấy nhá. Thay cái section content bằng toàn bộ cái số code chúng ta vừa mới cắt ra. Nó rất là dài. Ở dưới này chúng ta có một cái section JS thì tạm thời bỏ chống cái console log đi, bỏ console log đi. Ủa, sao nhỉ? Có gì đó không đúng, sai sai đấy. Lõ mất. Dài thế, mấy nghìn dòng. Được chưa? Xong chưa? Sau đấy thì ở cái route ấy, các bạn sẽ sang cái route vào web này này. Nó có cái vào trang chủ ấy, dưới cùng ấy. Thấy không? Vào trang chủ này. Thì mình sẽ, đâu nhỉ, trang chủ đổ ở đâu nhỉ? Đây, layout này. Mình đang đổ ra view layout đúng không? Thì mình bây giờ mình sẽ chuyển nó sang là homepage. Homepage. Bỏ hết cái people, ppx gì đi. Vứt đi. Mấy nữa mình đổ dữ liệu ra sau. Đó, đổ ra homepage. Bởi vì bây giờ cái homepage này nó đã kế thừa cái layout đó là cái layout client rồi. Dạ, nó kế thừa cái layout client rồi. Cho nên chúng ta viết nội dung cho nó và đổ ra ngoài cái trang homepage ấy, thì tự động cái trang của chúng ta nó sẽ sinh ra đúng như những gì lúc nãy chúng ta làm. Được chưa? Nếu trong trường hợp cái nội dung ở trong trang homepage này của mình không có gì, trong này các bạn không điền cái gì cả, để trắng. Được chưa? Thì ở đây nó cũng trắng. Trắng hếu luôn, chẳng có gì. Được chưa? Các bạn đổ cái gì ra trang homepage thì nó sẽ vào chỗ này. Sau này cũng vậy. Không nhớ.
Cứ đẩy gút lên nhá. Phần này nó rất là phức tạp cho nên là chúng ta cố gắng bắt kịp. Không là dở hơi đấy. Đẩy cốt lên rồi nha. Ở ngoài này mình hình như vẫn có chưa có view đây. Cái title này. Cái title này chúng ta thành view nhá. Tôi đã đổi đâu? Đã đổi đâu rồi? Có đâu? Kiếm đẹp nhỉ. Xong chưa? Nay là thứ mấy nhỉ? Nay thứ 5, mai thứ 6, ngày thứ 7 cũng được. Gì? Tôi cắt ra mà. Để sau này nếu mà chia như này sau này các bạn xử lý nó dễ. Được chưa? Check lại một lần đi.
View nó là những cái lỗ của layout để ốp nó rung động vào. Đây, ví dụ nhá. Họ đang xem cái phần thầy thầy giảng về cái lỗ rồi. Gọi là cái con trang thì như con chó hay gì đấy, các em xem rồi. Ờ rồi sao? Nhưng mà sao mình không dùng kiểu include ở đây mà mình nghiên cứu cái cuối à? Cái cuối trên thầy có an tâm thầy dùng include mà include là sao được? Include là mình bắt buộc lấy chỉ lấy ở cái trang đấy thôi. Được chưa? Còn cái view này là mình kế thừa, có nghĩa là cái include ấy, tức là những cái file này là những cái file riêng nhá. Cứ cái tên toàn bộ cái trang này đặt là slide đúng không? Cái layout này. Được chưa? Cứ cái đoạn nào a cộng include. Được chưa? Thì là tôi fix cứng là tôi lấy code ở trong cái file này hiển thị ra. Được chưa? Còn cái view này. Được chưa? Cái view này tôi chỉ đặt tên cho cái view này là một cái text là content thôi, hay đặt là cái gì cũng được. Thì ở đây cái vị trí này thì tôi chưa biết được là tôi sẽ phải lấy dữ liệu ở cái file view nào, hiểu chưa? Cái việc view này nó sẽ phụ thuộc vào cái file view nào kế thừa layout này, bởi vì trong một dự án nó có rất là nhiều layout chứ không chỉ có một layout đâu. Thế thôi. Cái view này là sinh ra là để cho một cái file view nào đấy để kế thừa cái file layout này. Còn cái a cộng include là từ layout chắc chắn là sẽ lấy code từ cái file đích mình đã biết. Ví dụ như này nhá, để giải cho kỹ hơn này. Ví dụ bây giờ trang đi, nhá, trang lấy chồng thì ít nhiều nó đã biết được là nó sẽ xác định là lấy thằng nào rồi đúng không? Tên, tuổi, địa chỉ, quê quán, giới tính đúng không? Đúng nhá. Thì cái đấy là chắc chắn là biết lấy từ chỗ nào, cho nên là mình sử dụng là include. Ví dụ như Quang sẽ lấy Đức chẳng hạn, tôi ví dụ thôi. Thì là trang ở trang là cái layout này, nhá. Thì Trang sẽ include thằng Đức vào. Đúng chưa? Nhưng mà Trang sinh con thì chưa biết là sinh được thằng nào. Đúng chưa? Thì ở đấy Trang chỉ biết là sẽ có con. Đúng chưa? Chưa biết đứa con là cái đứa nào thì nó sẽ view cái vị trí là đứa con ra. Đúng. Đúng rồi. Xong chưa? Làm nốt phần quản trị nhá. Tự đi làm đấy, tôi không làm cho đâu. Phần này tôi sẽ không làm tí nào, tôi sẽ chỉ đi copy cái project cũ của tôi vứt vào thôi. Tôi không làm cho các bạn đâu. Được chưa? Tôi sẽ share tiếp cho các bạn một cái team. Client có team thì admin cũng sẽ có team. Thì tôi sẽ dùng cái team này. Dùng cái Metronic. Cái này nó có 7 bộ team. Đâu nhỉ? Đây. Đây con Metronic. Con này thì nó khá là đầy đủ. Page layout. Form stuff này. Nó khá là đầy đủ về cái giao diện ở phía quản trị. Chúng ta sẽ sử dụng con này. Con này thì tôi sẽ share full. Share hoàn toàn cho các bạn trên cái file tôi ném. Ở đây nó 164 MB cơ. Làm sao để share bây giờ nhỉ? Đưa USB đây. Không biết là tôi trên Google Drive có không. Cứ để đây. Mày có
Đây rồi. Có. Ô thủ chết rồi. Có bạn tải trên mạng đầy mà. Quái thì mất mười mấy phút rồi. Không nhận được. Vẫn bị đều à? Cái gì game PP tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày xưa điểm cao, điểm môn cao điểm gần nhất của tôi là môn đường lối. À, đúng. Có mỗi môn đường lối với môn tư tưởng là điểm mình cao 7 phẩy. Với lại môn môn điểm cao nhất là môn dự án là được 9 phẩy, còn lại nát bét. Trung bình khá. Không. Có trung bình khá. Từ trên từ 6,5 cho đến 7 sẽ là trung bình khá. Suýt khá. Mà ra được trường là may lắm rồi. Mãi mới thất được cái học. Giờ công bà lại bắt mình đi học nữa thì sợ lắm. Với bên đâu? Khánh đâu? Khánh. Với bên là? Cất cùng với em. Anh 100 đi thôi. Kinh nhỉ. Đập thử với đây em. Ở trong cái Metronic thì nó có một trang, nó có một cái phần page ấy. Đâu nhỉ? Nó có một cái phần page. À, extra nó sẽ có cái blank. Cái nào nhỉ? Chẳng biết là cái nào. Nó có một cái phần là blank page, trang đấy trang trắng này. Metronic. Đâu nhỉ? Nó có một trang trắng mà nhỉ? Blank. Block item. Chẳng biết để đâu ấy. Nhiều nha, nó cực kỳ nhiều ấy. Nặng. Mua mười mấy đô cơ mà. Hmm?
đâu nhỉ? About us contact in my portfolio. Cái gì đây? À đây rồi, blank page đây rồi. Ở trang các bạn vào cái trang là giải nén nó ra nhá, thì nó sẽ có là thư mục theme này, template này, admin này, layout blank page này, cho mắt tìm vào rồi. Yeah. Thì chúng ta cái layout á, layout của mình đã chứa toàn bộ cái phần này, toàn bộ phần khung trên này, toàn bộ phần size 3, cái này là size 3 footer, còn phần ở giữa nó sẽ là cái content. Đó, làm đây. Nó nặng lắm, cái này giải nén cho nó mấy trăm mê mà 400 mê thôi. Đây 675,7 mê. Rất nặng. Cái này nó nặng thì cái này nhiều quá là làm cái gì? Mỗi lần thôi. Mà chơi lại SKB sao mà gì? Nó không làm gì nó ngồi nó đăng ký cái này. Xong rồi xin lỗi cha nó đăng ký. Không, nó đăng ký có mỗi một lần thôi. Em có đăng ký nó sẽ rõ. Nó chỉ nhiều lần người ta có cái chó chứ. Kéo về sau đó là nó rơi lên số. Làm sao là trong này có bay nó rơi thì sao? Có cái này. Cứ chỗ nào mà nó rơi thì sao thì là khi mà lần đầu tiên kéo về thì là cái cặp rơi lên số. Nó phải cái mạng nó sẽ kéo về nó tạo cho bên nó được thiết. Trong trời đất trên nó. Dashboard. Sau đó ốp cái layout và tạo ra một layout mới. Cái phần này chắc được làm nên không làm đâu. Đây này, page, blank page thì nó ở đây này, tôi chỉ gợi ý đến blank page này thôi.
chia về cái phần tài nguyên asset ảnh GFCS của nó, sau đó là ốp cái team này vào. Làm nào làm, tôi sẽ chỉ đi copy của project cũ của tôi vứt vào là xong, đỡ vất vả. Các bạn tự đi làm đấy. Nghiên cứu làm cái layout chứ còn làm gì nữa. Làm layout cho phần quản trị. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì mà admin LTE ngáo ngơ này. Đang dùng Metronic mà. Giống cái thằng admin LTE với là đi ăn cắp của thằng này này. Thằng này nó có từ lâu rồi. Bắt đầu chửi nhau ấy. Cái nào là cái nào? Không biết. Vừa bật cho xem rồi đây. Đừng thắc mắc, đi làm rồi nó cũng thế đấy.
Để trong xe luôn à? Xuống xe lấy đi. Đây, sau khi xong thì nó sẽ trông như này. Đấy, muốn làm nào làm. Ủa sao mình lại có cả cái logo của T3H đây trời. Chật, đấy. Thôi kệ. Đấy, đây là cái đích. Nó muốn làm nào làm. Không biết. Tạo ra file layout. Xong bắt đầu là chia cái file layout ra. Include những cái file phần nhỏ vào. Thế thôi. Chỉnh lại CSS, JS, ảnh. Khối lượng công việc cực kỳ lớn. Trông thử cái đau khổ. Chỗ nào? Chỗ nào? Đấy nhá, tôi sẽ show cho chúng ta cái phần layout nhá. Đây đúng không? Layout này. Tôi sẽ chia ra thêm một cái là Metronic này. Thấy không? Thấy không? Đây nhá. Layout này. Sau hồi nãy cái layout lúc nãy là cái client nhá. Dạ. Layout tiếp theo tôi tạo ra một cái mới là Metronic này. Được chưa? Trong cái Metronic này thì tôi sẽ tiến hành là copy toàn bộ code của cái của không index của cái blank page chứ. Layout blank page để cho nó dễ chứ, để cho nó đỡ bị vướng code ở trong này. Đúng không? Xong rồi sau đấy tôi sẽ tiến hành là tôi lọc tiếp. Tôi thay đổi thế toàn bộ các cái đường dẫn của CSS và JS cũng như là ảnh. Đây. Các bạn thấy này, tôi thay thế asset này, IMGLC bằng asset này, trỏ vào thư mục public asset đây. Cái thư mục asset này này, tôi chỉ đơn giản là vào cái theme. Tôi vào cái theme, đâu rồi? Đây, tôi vào cái theme. Nó sẽ có cái phần asset này này, thấy không? Tôi copy toàn bộ thư mục asset này, tôi vứt vào trong public thôi. Public asset đây giống hệt nhau. Thấy không? Tôi nếu mà không dùng đến cái layout số 7 thì tôi có thể bỏ nó đi. Nếu không cứ vứt đấy, không động đến nó kệ thôi. Đây. Thay thế toàn bộ CSS, JS, IMG. Thay hết đến đúng đường dẫn thư mục. Sau đó là tôi sẽ tiến hành cắt các file ra đây. Tôi lại include layout này, share admin script này đấy. Nó sẽ là cái thư mục layout share admin script này. Đấy, các bạn thấy không? Thay hết tất cả các thư viện, thay hết vào đây. Đó. Và ở trong cái phần Metronic này thì tôi sẽ có thêm một cái view content. Đây, cái view content vứt vào giữa khoảng trống. Tôi đã up code của tôi lên GitHub rồi. Các bạn lên đấy tham khảo và tự nhớ đừng có nên đi học lại cách làm để sau này còn tự chia của mình nữa. Hiểu chưa? Làm đi. Khó đâu thì hỏi. Lên trên GitHub ấy. Tôi đã up hết code lên đấy rồi đấy.
Đúng, phần quản trị. Lấy cái Metronic nhét vào trang của mình chứ. Hả? À? Cái gì? Nói cái tiếng gì tôi hiểu được đi nào. Chắc thế. Động vật cao cấp hơn khổ vậy đấy. Bây giờ học cách chuyển từ một cái theme sang cái code mình dùng được thôi mà. Đây tôi sẽ liệt kê các việc các bạn cần phải làm đó nhá. Việc thứ nhất này, copy tài nguyên. Copy tài nguyên là ở trong cái thư mục là asset này, vào trong public. Đây là việc đầu tiên này. Việc thứ hai là tạo ra cái layout là Metronic chẳng hạn. Được chưa? Mình làm gì nó có thức của asset? Có đâu. Kỳ diệu rồi, tôi vừa mới tạo ra mà. Em có cái bản trước. Bản trước là bản nào? Cái bản lúc đầu giờ nó lên nhỉ? Không có. Có. Không có mà lại. Không có. Có tôi phải biết chứ. Đây nha, public nha. Asset này này. 5 phút trước rồi. Cái resource đấy nó là ở trong thư mục cùng với view đi. Đúng không? Chẳng liên quan gì cả. Ở đây là đưa vào public cơ mà. Đưa vào trong thư mục public cơ mà. Copy cái thư mục này vứt vào trong thư mục public cơ mà. Chứ đâu có phải là về vào trong thư mục reserve view đâu. 3 này. Copy cái layout. Cái file layout gì nhỉ? Layout blank page. .html vào trong cái Metronic, vào trong cái phần này. Yeah. Cái thứ tư là thay toàn bộ đường dẫn của JS, CSS, của IMG. IMG là gồm 30 là PNG, JPG và Git, thành cái đường dẫn vào trong cái public của mình. Bước thứ năm là chia các cái gọi là cái gì nhỉ, gọi là sub view. Sau đó include à? Thứ sáu là tạo view. Đấy. Làm sao làm để đến cái thành quả nó là như này. Đấy, thành quả đấy.
Bán đi. Bán bây giờ sao? Xong rồi. Thì cuối giờ này thì chả đi về. Để ghi nắp mà xem. Thôi là tức rồi. Thôi. Đi là làm gì này? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Bỏ đi. Thế cô làm gì? Làm chút dép lại. Tốt nhất là cái giấy đầu tiên. Cái đầu tiên thì nó nhiều không? Cái đằng sau cũng nhiều mà. Tôi chưa lấy được nữa. Bấm lên. Đây là nó chạy hoài nữa. Thế tôi chưa dùng bao giờ, tôi dùng mỗi cái đầu tiên và cái thứ hai. Cái ảnh hưởng cho màn hình qua. Không hợp lý để mặt chị nào. Tôi nhất là cái đầu tiên. Nhưng mà cái nào thì cũng đẹp thôi, nhưng lấy cái đầu tiên. Nhưng mà cái đầu tiên thì lấy hai mặt được. Có nhìn lên trên kia không? Tức là đúng theo cái thứ tự của tôi thì sẽ ra. Thì lấy cái thứ tự sẵn sàng. Ok. Round hả? Xe cổ gì đây là cái round, còn đây là cái view liên quan đến xe cổ. Resume. Đấy. Đúng rồi. Admin với client là giống nhau. Gì? Đúng rồi. Ta phải bằng cấp nhau. Mấy chủ đích đúng không? Để đây đúng không? Lên GitHub mà xem. Cái gì? Ừ. Trong này không đường dẫn đến file CSS cơ mà. File.cs vào đây. Giống như lúc đầu ấy. Ôi sao? Dạ, layout này. Đấy, tạo ra làm. Có layout. Thế nhá, copy nhá, xem đi chờ. Rồi, bây giờ vào trong cái thư mục View Layout đấy, Layout bên cái file ghi chú đích ở đấy. Tắt. Mình tính nào. Đấy, đúng rồi. Nó làm đến bước thứ 3. Copy cái file, toàn bộ nội dung của cái file Layout, Layout, HTML. Cái gì anh mình có dùng không? Cái gì? Có dùng nhiều luôn. Như này nhá. Thường thường ấy, khi mà làm web người ta hay làm cái này, cái trong cái mục view nhá. Trong cái mục view này thì người ta sẽ có cái mục admin ở đây. Trong này sẽ chứa toàn bộ các trong này chứa tất cả các cái file view của phần quản trị. Thì nhóm hết trong file này, trong thư mục này. Được chưa? Sau này thì ví dụ như cái hiện tại mình sẽ đang làm bán game đúng không? Bán game thì nó sẽ có tin tức về game này. Rồi thì danh mục tin tức này, rồi thì danh mục game này, rồi thì game này, đúng chưa? Rồi thì hóa đơn này, tài khoản này. Nó rất là nhiều mục. Thì mình phải chia nó ra, chia các cái thư mục con, ví dụ như kiểu là category này, rồi thì game này, rồi thì news này,
rồi thì user này, rồi thì invoice này. Đúng chưa? Trong mỗi cái này thì mình sẽ có cái danh, có những cái file con nữa là list này và danh sách này, rồi add này, thêm mới này, update này. Hiểu chưa? Bây giờ chia nhỏ như thế này mới quản lý được. Chứ nếu mà các bạn cứ đặt cùng luôn, trộn đầu tiên là category list, rồi category add, category update, rồi game list, game add, game update, nó không thể nào mà quản lý được. Tốt nhất là chia nhỏ ra như thế này thì sau này các bạn vào làm việc nó mới dễ. Được chưa? Đấy, xong rồi còn những cái file ở ngoài này, những file ở ngoài này thì thường những cái file ở ngoài này thì nó sẽ là các cái file của phần client, tức là phần người dùng nhìn thấy, người bình thường, người khách nhìn thấy. Còn tất cả những cái file view ở trong này là của bên quản trị. Được chưa? Tôi sẽ có thêm một cái thư mục layout. Trong thư mục layout này chứa layout thôi. Đấy là cái bài toán quản lý về tài nguyên của mình sau này. Chứ nếu mà các bạn bây giờ không làm tốt ấy, không phân chia rõ ràng thì sau này người khác vào hay chính mình đọc lại code của mình không hiểu được. Đúng rồi. Đây nhá, ví dụ tôi có cái con GitHub đi nhá. Đây là một dự án thật đang chạy. Gì vậy? Đây, các bạn thấy này, đây cũng là Laravel đúng không? Đây, research này. View này. Ủa, quên nhập, không phải brand này. Chờ tí để nó vào cái brand dev. Dev vừa 2 đi rồi. Đây, các bạn thấy này. Có thư mục admin nhá. Đúng không? Trong thư mục admin này có tiếp quản lý về danh mục này, lớp này, form này, Google Drive này, layout này, lesson plan, tức là cái bài học trên lớp này, notify này, post này, reminder này, nhiều cực kỳ luôn. Thấy không? Xong rồi trong này mỗi một cái này nó lại có thêm mấy file con ở trong nữa. Đây, cấu trúc này. Thấy không? Phân chia như thế này thì mới làm được, chứ còn không các bạn có lâu mới làm được. Đây, forgot password cũng có các file. Đặt rõ ràng ra, càng rõ ràng bao nhiêu thì các bạn càng làm sau này càng làm teamwork nó dễ hơn bấy nhiêu. Chứ còn nếu mà không chia rõ ràng từ đầu thì các bạn ngồi khóc luôn. Đây, ví dụ như con tưới tiêu là con đang làm. Con này là cái con này đang chạy này. Trồng trọt công nghệ cao này. Đang làm dở. Đây, cũng là Laravel. Cũng view. Đây các bạn thấy này, chia này. Thấy không? Đây trang chủ rồi. Thấy không? Đấy. Ví dụ như kiểu là quản trị nhau, welcome plate, welcome chắc chẳng có gì, welcome thì không có gì, client tưới tiêu này, đây cũng layout, các bạn thấy nó chia thư mục này. Nó rất là rõ ràng luôn, không chia thì các bạn sau này không làm được đâu. Cứ lần theo cái các cái bước tôi định ra.
Hôm qua có sang Sita không? No. No rồi. Chịu có lâu rồi. Thầy làm có lâu. Hả? Thầy làm có lâu. Cái gì? Thầy làm có lâu. Năm rưỡi không? Chỗ lâu nhất tôi từng làm. Nói chung là thế. Đấy là chỗ gần đây nhất. Ờ. Cho nên chỗ làm cuối cùng của tôi trước khi tôi nghỉ. Hả? Control Shift F. À Control H. Control H. Nhưng mà sửa của đây cẩn thận đấy. Đến lúc loạn lên nó không làm được gì đâu. Nhiều lắm luôn đấy chứ phết cái gì. Hôm trước tôi dạy rồi đây. Cứ xài đi, cứ xài vài lần cho biết. Phải. Sợ gì sai. Sai thì sửa.
nhầm cầm đi cóp nha. Đúng không ạ? Và hiện tại mình chỉ có sự đấy đi thôi.
thì em để đã xét thì nó lấy luôn cái lô cấu cho bạn không có biết không. Nhưng mà nếu mà em đi sửa các memory thì nó sẽ lại chọn asset của em, là em đi sửa asset sửa gì đấy, ví dụ như này này chưa đủ vào và em nhìn đây nhá, nhìn đây đó, đây đó không, mình đã có cái bao em nhìn trên máy có prefix là em nhìn mà đúng chưa? Không có thể đúng không? Nhưng mà nếu mà ví dụ như ở đây tôi thêm cái này là thành test chẳng hạn, để vào cái giao diện này vào cái menu này thì mình phải là sửa local 8000 sửa admin sửa test đúng không? Phải không? À. Nếu mà em để đến thậm chí là cái xong tình nó lùi hai cái một lùi ra đây lùi ra đây thì nó có tận lô cấu vào đến hai cái này kia, nhưng mà nếu lùi giữa cái nó dài như này là thế là thế thì mình phải lên cái xe này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và em lốt nó ra để nó hiển thị được cái giao diện nhận ạ. Sau đó em mới cắt ra, em mới cắt ra đưa vào trong mục share kia cho nó dễ, đúng chưa? Từ từ hợp cắt sao em phải sao em xong báo em chụp cái kia nè, sao xem mày này chụp cái nhà em làm được thì em còn làm
bài không? Thank you.
hết. Rồi chỉ muốn hết đấy, hết cái này, có thể link rồi hết, dưới mặt hết rồi, cái link cho bên cạnh này sẽ đầy đủ nào, một cái chưa đọc rồi, có bao nhiêu vậy? Được mà, cũng nó cũng là phải view nhưng mà không gì đâu. Bên kia mình view như là không view. Sau view là sao? Tốt không? Asset này, nó có nhiều này. Rồi, nó sẽ dùng ý kiến nhau. Đây này. Em chưa đọc. Thấy không? Không, comment nó vẫn dịch đấy. Ừ, comment nó vẫn dịch đấy chứ. Thấy nhớ nãy giờ nói chuyện với ông anh, ông ấy hôm trước vừa đẩy cho mình một ông công ty này, Việt S, đây công ty này, con này, công ty này các bạn biết doanh thu một năm bao nhiêu tiền không? 2,5 triệu. Lời. Thì doanh thu á? À, người ta đang muốn mở rộng cái quy mô. Họ mới có dự án mới, họ muốn mở rộng quy mô. Tôi thì tôi có một đội khoảng 5-6 thằng làm ao sược với tôi ấy. Ông giám đốc công ty này thì muốn nhận hết. Toàn sinh viên rồi mà. Thì muốn nhận hết toàn bộ team. Nhưng chú không đi. Còn dở hơi. Kiểu đang làm ở chỗ cũ ấy. Ôi, chưa muốn nghỉ. Nhưng mà bọn nó cũng cứng hết rồi. Mấy cái trang Đông Nam, Đông Niếc. Rồi cái trang mà tôi vừa show cho các bạn ấy. Việc kít thao các thứ kiểu là chúng nó cũng nhảy, chúng nó cốt đi. Nó cứng lắm rồi. Bảo đi không đi, bọn điên. Công ty đấy cuối năm nó thưởng nhiều. Rốt thịt. Không có đời chỉ để 10 năm thì làm product nó là như thế. Lương thì không cao đâu. Nói chung làm product lương không cao nhưng mà cứ hứng lên là thưởng. Mùng 2 tháng 9 thưởng, 27 tháng 7 thưởng. Cứ hứng lên là thưởng đó. Các bạn cứ học cứng cứng lên nhiều cơ hội lắm. Quan trọng là có cứng được không hay là mềm nhũn. Hậu đi làm chưa Hậu? Tại sao đến giờ vẫn thế vậy? Gì? Còn dành thời gian ngủ trưa đúng không? Này là chỗ nào? Cái gì? Phong á?
không link đến link Google không thành. Mấy cái hướng dẫn thay à, mà cái đấy à, bọn này bọn không chín không được học, chả quên. Chưa, cái này không được.